Chiếc xe này của em được sản xuất 2010, nhập khẩu Đài Loan các bác nhá. Và nó hơn 10 năm tuổi rồi, vẫn còn rất đẹp. Nhìn hàng ghế thứ hai thì em nghĩ các bác một phần cũng đủ hiểu được chiếc xe chất lượng và đẹp như thế nào, đúng không các bác? Trần nỉ nguyên bản theo xe, cửa sổ trời còn hoạt động tốt mọi người nhá. Từ ghế phụ, phanh tay, củ số các bác có thể nhìn kỹ và rõ ràng. Xe không hề mông má lại các bác nhé. Đài đầu đèn nguyên bản, nguyên nhân là do chủ nhân họ thích để đài nghe đĩa hay hơn mọi người nhé. Vô lăng bọc da nguyên bản theo xe, nút bấm tích hợp trên vô lăng. Tất cả các nút bấm trên táp ly cửa, bốn kính điện, mặt gương điện và gương gập điện. Tổng thể hôm nay em xin phép được giới thiệu cho các bác một chiếc xe siêu phẩm các bác nhá. Vào thời điểm nó được sinh ra và chạy trên thị trường Việt Nam thì Mazda 3 2010 này cũng rất đẹp, đúng không các bác? Ok các bác, chào các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ L Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Hôm nay em giới thiệu nhanh cho các bác một chiếc xe mà em mới nhập về. Thì như tiêu đề ban đầu của chiếc xe, hôm nay em có chiếc Mazda 3 nhập khẩu sản xuất năm 2010. Đây là phiên bản sedan máy 1.6 số tự động các bác nhá. Màu đỏ, nội thất đen. Chiếc xe này thì cũng xin chia sẻ với các bác, đó là gì? Xe hoàn toàn là không có một cái lỗi nhỏ nào cả. Chỉ có duy nhất là về phần thân vỏ xe thì xước sát và quyệt nhẹ thì không thể nào tránh được cái vấn đề sơn si hay là tỉa tót dọn dẹp các bác nhá. Đó. Bây giờ em đi một vòng quanh xe các bác ạ, để giới thiệu cho các bác về chiếc xe này. Hôm nay em đang quay tại đây là khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Hôm nay em cũng ở nhà các bác ạ. Đó, tập trung vào chiếc xe thì Mazda 3 sản xuất năm 2010 này, nó có cái phiên bản, đây là phiên bản nhập khẩu Đài Loan các bác nhá, nên là xe đi rất là chắc chắn và bền bỉ. Bởi vì xe của Nhật mà mọi người. Và điều đặc biệt như lúc đầu em có chia sẻ với các bác là chiếc xe này nó còn rất mới. Nó còn rất là mới các bác nhá. Em quay qua nội thất để giới thiệu cho các bác về chiếc xe này. Đó, các bác có thể nhìn thấy đây. Hiện tại chiếc xe này em Bình đang chào bán với giá là 325 triệu. Giá trên vẫn còn thương lượng và linh động các bác nhá. Các bác nhớ giúp em là vẫn còn thương lượng và linh động ạ. Thực ra thì với 325 triệu các bác có rất nhiều sự lựa chọn khác, mấy chiếc xe đời cao hạng A như là Morning, i10, vân vân và vân vân. Nhưng Mazda 3 sedan hạng C này thì nó vẫn có cái gì đó đi vẫn rất là đầm chắc và hay mọi người nha. Các bác nhìn cho em cái phần là táp lô này, chứng tỏ một điều là xe rất là giữ gìn các bác nhá. Và cái ghế phụ này, các bác nhìn cho em ghế phụ này, em quay chi tiết luôn các bác nhá. Đây là phần táp ly cửa phụ này. Các bác nhìn keo chỉ này. Keo chỉ này các bác này. Đây là cái vết xi đánh bóng mọi người nhá. Cái vết xi đánh bóng này không phải vết bà đâu mọi người, thông cảm giúp em nhá. Em chưa dọn kỹ đến cái phần đó. Đó, xe nhập Đài Loan, do vậy là toàn chữ Trung Quốc thôi. Chữ Đài Loan. Đây em còn có mua cái lọc gió, gió còn chưa kịp cho vào. Các bác nhìn giúp em cái bậc lên xuống này. Bậc lên xuống của chiếc xe nó còn rất mới. Đó. Bản lề cửa nguyên bản này. Ngoàm khóa các bác có thể nhìn trực tiếp cái ngoàm khóa còn rất là sáng. Xe chạy 10 vạn cây số các bác nhé. 11 vạn cây số ạ. Đây các bác nhìn cho em cái ghế phụ này. Cửa sổ trời này. Các bác nhìn cái ghế phụ, bộ ghế phụ này. Nó có mới không ạ? Đây là ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá. Nếu như mà em nói không đúng em tặng xe luôn cho các bác, là đây có phải là ghế da bọc lại hay là ghế zin nguyên bản này. Đây là ghế zin nguyên bản các bác ạ. Mọi người nhìn này, cái da của Mazda nó khác lắm. Nó khác với cái da công nghiệp nếu như mà chúng ta thay lại các bác nhá. Đây, từ những cái chi tiết nhỏ trên xe, các bác thấy không ạ? Rất đẹp. Ghế da zin. Ghế da zin. Táp ly cửa sau bên phụ này. Các bác thấy không ạ? Rất mới. Sản xuất 2010, đây là phiên bản sedan mọi người nhá. Hai đầu. Tiếp tục. Xe được sử dụng la răng đúc, mà la răng này là la răng nguyên bản theo xe, em chưa cho hề sơn lại các bác nhá. Các bác nhìn này, nếu mà cái la răng sơn lại nó khác lắm, nó không được như thế này đâu.
Đó, đây là la răng nguyên bản này. 4 quả lốp mít mọi người ạ. Có quả bên này không phải mít thôi, còn đâu 3 quả kia là lốp mít hết. Đó. Cái xe sedan ấy thì nhìn nó rất là trường xe và nó đều xe hơn là cái xe hatchback mọi người nhá. Bởi các bác biết là Mazda 3 nó còn một phiên bản nữa là phiên bản hatchback. Thì cái xe này của em đó là phiên bản sedan. Giá bán là 325 triệu, giá trên vẫn còn thương lượng và linh động các bác nhá. Bác nào thích chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Thực ra là với cái tầm ngân lượng 300 triệu thì các bác sở hữu chiếc xe này chạy nó vẫn đầm mọi người nhá. Đăng kiểm với phí đường bộ của chiếc xe này còn đến tháng 10 năm 2022 các bác ạ. Tháng 10 năm 2022. Đó. Các bác có thể nhìn thấy này. Xe này thì hôm trước em về em có xước sát để em cũng cho sơn si dọn dẹp rồi các bác nhá. Nên là bây giờ bác nào lấy chiếc xe này về chúng ta cũng chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Về phần đầu xe các bác này, đèn pha là đèn nguyên bản này. Mặt ca lăng các bác cũng có thể nhìn trực tiếp đây. Và điều đặc biệt xin thưa với mọi người là chiếc xe này cá nhân, tên tư nhân này, xe một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Hồ sơ tự quản đầy đủ, còn nguyên mọi người ạ. Cái hồ sơ tự quản này em xin nhắc lại để cho bác nào chưa biết này. Thì vào những cái năm 2009 và năm 2010 thì nếu như các bác đi mua một chiếc xe mới, đăng ký mới, thì cái hồ sơ là gồm có hóa đơn giá trị gia tăng, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thì cái đó công an họ không giữ nữa. Gọi là hồ sơ gốc này họ không giữ nữa, mà họ sẽ đưa cho người dân tự quản. Thì chúng ta hay gọi là hồ sơ tự quản mọi người nhá. Mất cái đó đi thì cũng không sao, vẫn sang tên đổi chủ được bình thường. Nhưng mà cái điều đặc biệt là chiếc xe này nó vẫn còn đó, nó vẫn còn hồ sơ tự quản. Các bác nhìn cái mặt ca lăng nó đẹp không ạ? Rất nét đúng không các bác? Rất là nét luôn. Cửa sổ chơi đầy đủ. Về phần thân xe các bác có thể nhìn thấy này, từ gương gáo hay là chân kính, kính ván phim kích nhiệt. Đó. Các bác nhìn kỹ giúp em cái ghế phụ này, hàng ghế thứ hai này các bác này. Thật sự là đẹp và thật sự là nó còn rất chất các bác nhá. Nó rất là chất cho một chiếc xe đời 2010. Mà giá trị bây giờ chỉ có loanh quanh 300 thôi các bác à. Nhìn các bác từ cái bậc lên xuống này. Đó, ghế lái này. Xin lỗi mọi người em cứ nói nhầm ạ, ghế sau. Ngoàm khóa này. 3 quả lốp mít mọi người nhá. 3 quả lốp mít này chúng ta còn chạy dài dài này. Đó, keo chỉ hông cửa lái này. Keo chỉ cánh sau bên lái này. Tem của nhà sản xuất này vẫn còn nguyên, các bác nhìn từ chi tiết, từ cái gioăng cao su hay là từ những cái tay nắm cửa hay là cái lẫy mở cửa, nó vẫn còn rất là đẹp các bác ạ. Hay là từ những cái nẹp chân kính này các bác nhìn này. Đó. Em chuyển sang phần cốp mọi người nhá. Các bác ngó qua nội thất này. Rất đẹp, phải nói là chiếc xe này rất đẹp. Đây là cốp của chiếc xe mọi người nhá. Hai cái quả đèn hậu này là hai quả đèn hậu zin. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái con ốc bản lề này, keo chỉ này. Là còn zin hết các bác nhá. Hai cái nỉ này nó còn rất là mới. Nó đắt một chút so với thị trường mặt bằng chung, nhưng mà giá trên thì em vẫn còn thương lượng và linh động cho các bác. Đấy là em cứ chia sẻ chân thành như vậy. Giá chúng ta còn bằng cả mọi người nhá. Đây là lốp sơ cua của chiếc xe. Lòng lốp không hề hoen gì cả. Rất là sạch sẽ. Bây giờ các bác lấy chiếc xe này về chúng ta cũng chỉ việc sẵn đi thôi. Đấy, các bác thấy không? Từ những cái gioăng cao su này. Mazda 3 sedan nhập khẩu sản xuất 2010. Đó. Biển 4 số một chủ các bác nha, hay là từ những cái nhựa này cũng vậy. Nó rất là đen. Nó rất là đen, cảm biến lùi theo xe. Đây là táp ly cửa lái này. Các bác nhìn này, keo chỉ này. Ốc bản lề này. Ngoàm khóa này. Ốc bản lề. Ghế phụ này. Các bác thấy nội thất không ạ?
rất là mới, khá là đẹp luôn, rất là đẹp luôn chứ không phải là khá là đẹp, đúng không mọi người? À, chiếc xe này là sử dụng động cơ 1.6 số tự động. Đây các bác nhìn từ những cái ổ chìa khóa này. Đây các bác này. Rất là nét. Bởi vì là xe giữ gìn. Đề rất là ngọt các bác nhá. Đây là đài nguyên bản theo xe này, các bác nhìn củ số này. Đây. Có bong chóc không ạ? 2010 mà như này thì rất đẹp các bác ạ. Phanh tay cũng vậy này. Ghế phụ này. Hộp đựng nước này. Vô lăng. Vô lăng bọc da thì có mỗi cái duy nhất chỗ này là hơi bóng mọi người nha, bởi vì là sử dụng thì thường thường là tay cái đặt đây. Còn bên này các bác nhìn vô lăng zin này. Đây, vành vô lăng này. Nó có bong chóc không? Không hề bong chóc, là hơi bóng một chút, với hơn 10 vạn rồi mà các bác. Đó. Cần gạt đèn này. Nâng hạ đèn pha này. Em quay qua khoang máy cho các bác xem nhá. Máy số zin tuyệt đối các bác ạ. Đây. Các bác nhìn cái vách cabo này. Ốc cabo này. Ốc cabo này. Tai xe. Hộp số. Ốc chân máy. Và ngươm các bác ạ. Máy rất là sáng các bác nhá. Máy số sạch sẽ, các bác lấy chiếc xe này về chúng ta cũng sẵn đi thôi. Đó. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em các bác nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ạ.